chào mọi người, tôi là Rakhi. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét Media Buyer. Chúng ta hãy đi vào video. Là một người mua phương tiện truyền thông, bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các chiến dịch quảng cáo và khuyến mại tiếp cận số lượng người cao nhất trong đối tượng mục tiêu của bạn với chi phí thấp nhất có thể. Các vai trò có xu hướng dựa vào các cơ quan quảng cáo và truyền thông, có thể làm việc trên nhiều phương tiện khác nhau hoặc chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như phim ảnh, internet, in đài TV. Bạn thường sẽ làm việc trên nhiều tài khoản khách hàng cùng một trong một số đại lý dịch vụ chọn gói. Vai trò của người mua phương tiện truyền thông được kết hợp với vai trò của người lập kế hoạch truyền thông. Trách nhiệm là một người mua phương tiện truyền thông, bạn sẽ cần xác định đối tượng mục tiêu cho một chiến dịch truyền thông cụ thể và quyết định cách tốt nhất để giao tiếp với đối tượng đó, cập nhật các số liệu nghiên cứu trong ngành, bao gồm số liệu phân phối cho báo và tạp chí và số liệu khán giả cho truyền hình và đài phát thanh, giám sát các chiến lược mua hàng, liên lạc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng và các công ty bán hàng truyền thông, làm việc với nhóm lập kế hoạch truyền thông để đảm bảo rằng các chiến dịch có thể hoạt động được và cập nhật cho khách hàng về kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt, giao tiếp với nhân viên kinh doanh phương tiện truyền thông để điều chỉnh lịch trình truyền thông theo số liệu của khán giả, thực hiện nghiên cứu về sự phát triển của ngành trong khu vực của bạn, các cơ hội mới và hoạt động của đối thủ cạnh tranh, phân tích hiệu quả của chiến dịch và sử dụng dữ liệu này để thông báo cho các chiến dịch trong tương lai. Tôi hy vọng bạn thích thông tin này. Bạn thấy thông tin này hữu ích để trở thành người mua phương tiện, hãy chia sẻ video này với bạn bè của bạn và những người khác càng nhiều càng tốt. Cảm ơn bạn. Thực hiện nghiên cứu về sự phát triển của ngành trong khu vực của bạn, các cơ hội mới và hoạt động của đối thủ cạnh tranh, phân tích hiệu quả của chiến dịch và sử dụng dữ liệu này để thông báo cho các chiến dịch trong tương lai. Bạn thấy thông tin này hữu ích để trở thành người mua phương tiện, hãy chia sẻ video này với bạn bè của bạn và những người khác càng nhiều càng tốt.